Hello, xin chào tất cả các em nha, Rồi là thầy Duy đây Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái series chữa đề thi thử trên đất vật lý physics Cụ thể là đề số 49, thi vào ngày hôm qua Được chưa, thì không nói nhiều nữa chúng ta sửa luôn Câu số 1, số nút lông trong hạt nhân Niter 73 là Số nút lông là tổng số lượng các hạt tham gia vào cấu trúc của hạt nhân Được chưa, à, tham gia vào cấu tạo nên hạt nhân thì đó chính là cái số ở trên nè mọi người. Đây là tổng số hạt tham gia vào cấu trúc hạt nhân. Đúng chưa? Hạt này là một dòng hắc rong à, đặc biệt. Nó chỉ có hai loại thôi. Là proton và neutron. Đấy giờ đáp án là câu B. Câu số 2. Trong quang phổ vạch của hydro có vạch là gì? Đúng Chúng ta nhớ là một vạch đầu và ba vạch cuối là đỏ và lam dầm tím. ha Đỏ và lam dầm tím. Đáp án là câu C. Câu số 3, đại lượng nào ảnh hưởng trực tiếp tới độ cao của âm? Được chưa? Độ cao của âm ảnh hưởng trực tiếp bởi tần số, đúng chưa? Độ to ảnh hưởng trực tiếp bởi mức cường độ âm. À, không không liên quan tới tần số nha. Khi mà chúng ta đã dùng mức cường độ âm thì không cần nghĩ tới tần số nữa, đúng chưa? Tại vì đây là một cái tỷ lệ, một cái tỷ số rồi đúng mà. Nó đã triệt tiêu cái tần số trong đó rồi. <laughs> tiếp theo là nếu mà ừ, là âm sắc nó không đặc trưng sinh lý là âm sắc thì liên quan trực tiếp bởi đồ thị dao động âm à. câu số 4 hạt nhân carbon 64 sau một lần phóng xạ tạo thành hạt nhân nitơ 74 thì đây là phóng xạ gì đúng chưa thì c 614 mà đẩy ra, đẩy ra là nitơ 74 thì cái hạt nhân ít của mình á cái hạt nhân ít của mình chắc chắn là âm 10 và đây chính là hạt beta trừ Đúng chưa? Câu số 5 khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? Thì sóng cơ, chúng ta nhớ sóng cơ là háo đặc, còn sóng điện từ là háo loãng. Cho nên khi từ không khí vào nước là nó khen. À mà nó khen thì sao? Khen thì tốc độ truyền sóng và bước sóng sẽ tăng. Còn omega TF là bất tử đúng chưa là không đổi. À còn biên độ là bị thay đổi theo à, theo môi trường nó bị suy giảm khi mà truyền đi, đúng chưa? Câu số 6 Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất sống của ánh sáng? À, những cái hiện tượng mà xảy ra trong chương 5 á, là thể hiện rõ tính chất sống. Còn những hiện tượng xảy ra trong chương 6 thì thể hiện rõ tính chất hạt. Cho nên là hiện tượng quang điện ngoài là một hiện tượng của chương 6 nè. Và không thể hiện rõ tính chất không thể hiện tính chất sống ở trong đó ha. Đó, giao thoa ánh sáng là sống. Tán sắc thì nền tảng của nó là khúc xạ là là sống nè. Nhiễu xạ ánh sáng thì nó cũng là là sống, đúng chưa? nó chỉ có hiện tượng quang điện ngoài ha quang điện ngoài là thể hiện ánh sáng có tính chất hạt ra nó một photon chiếu vào chỉ có thể đẩy được một electron bay ra thôi được ra đó từng nứt một từng lượng tử một ha câu số 7. vật nhỏ m dao động điều hòa theo trục ux chuyển động của m đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu à, sao ừ ta biết là vật đổi chiều là ở vị trí biên. Thì ở vị trí này, hợp lực tác dụng lên vật. À, hợp lực tác dụng lên vật mà gây ra gia tốc dao động điều hòa cho vật chính là lực kéo về. Đúng chưa? Đó, ở vị trí biên thì lực kéo về phải có độ lớn là cực đại. Là bằng Ke. Câu số 8. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện hiệu dụng Y và cường độ dòng điện cực đại Y0 của dòng điện xoay chiều hình sin là... Chưa? Giá trị hiệu dụng hay còn gọi là giá trị trung bình bình phương là bằng giá trị trung bình cung là lấy cực đại chia đi cho căn 2. Đó, nó là ngay cái giữa của cái góc phần tư đó. Giá trị trung bình cung là giá trị trung bình của một góc phần tư, đúng giờ là ngay chỗ là căn 2 chia 2 đó. Được chưa? Đáp án là câu B. Câu số 9. Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số là F. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ là 1 phần F thôi. Đúng chưa? T là bằng 1 phần F. Câu số 10. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc omega vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. R nằm ngang. Đúng chưa? L là hướng lên là omega L. Thì lúc đó à Z của toàn mạch chính là căn bậc 2 của R bình phương cộng đi cho omega L tất cả bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta cần tính gì? À hệ số công suất chính là cos của góc hợp bởi U và Y. Đúng chưa? Là cos của góc này đây thì nó bằng kề chia huyền, đáp án là câu C. Câu số 11, một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng M và lò xo nhẹ độ cứng K. Con lắc dao động điều hòa dọc theo trục OX nằm ngang. Khi vật có li độ X thì gia tốc của nó A bằng trừ omega bình nhân cho x thì sẽ bằng trừ K chia M nhân cho X. Đáp án là câu D. Đối với con lắc lò xo thì omega bình bằng K chia M ha một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vector cảm ứng từ và vector pháp tuyến của diện tích S là alpha. Là góc đúng rồi đó, góc chuẩn rồi đó, từ thông. Thông bằng bờ cờ sờ nhớ chưa? Thông bằng bờ cờ sờ, đáp án là câu B. Câu số 13. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng M gắn vào sợi dây nhẹ không dạng có chiều dài L. Có lắc đơn dao động điều hòa chu kỳ dao động của con lắc. Chu kỳ dao động của con lắc đơn sẽ là 2 b thấy 2 pi căng là ghiền, đúng chưa? vậy thì nó sẽ không hoàn toàn hoàn toàn không thuộc vào khối lượng vậy muốn chu kỳ của con lắc tăng thì l phải tăng tại vì t tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của l câu 14 vào buổi tối khi ánh sáng từ đèn ô tô chiếu vào biển báo giao thông ánh sáng từ biển báo giao thông phát ra giúp lái xe quan sát được thì đây là hiện tượng quang phát quang Được chưa đó. tại vì chúng ta nếu mà chúng ta dùng ánh sáng phản xạ đó thì khi mà chúng ta chiếu vào một phía Đúng không? Chỉ mà một phương xiên một phía thì cái bên còn lại đó, cái bên phản xạ còn lại nó mới thấy được. Còn cái trực tiếp cái bên đó thì nó không thấy. Được chưa? Và nó gây ra cái hiện tượng là không nhìn thấy biển báo giao thông, không nhìn thấy đường, đúng chưa? Đó. Cho nên là chúng ta phải hiện làm giờ, hoạt động dựa trên hiện tượng quang phát quang. Để cái biển báo giao thông trở thành một nguồn sáng thứ cấp. Nó phát ra ánh sáng gì cũng được miễn sao nhìn thấy là ok, đúng chưa? Đó, và khi mà nó là một nguồn sáng thứ cấp thì nó sẽ phát đều ra mọi phía và chúng ta dễ nhìn hơn và cái lớp sơn này sơn lên đúng chưa là nó là một chất lưng quang được chưa một một cái lớp một cái lớp đúng chưa một cái lớp sơn lên đó là thể rắn đó đúng không ạ à? là chất lưng quang đó và chúng ta thấy là khi mà chúng ta ngừng chiếu sáng thì một lúc lâu thì cái ánh sáng trên cái biển uh, báo giao thông nó mới liệm đi câu số 15 một bộ dao động điều hòa theo phương trình x bằng a cos omega t cộng phi với a lớn 0, omega lớn 0. Đại lượng omega được gọi là tần số góc của dao động, đáp án là cô B. Câu số 16 khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi khoảng cách giữa nút sóng và vị trí cân bằng của bụng sóng liên tiếp. Được chưa? Nút giống như là cực tiểu vậy đó. Còn bụng giống như là vị trí cân bằng của bụng giống như là một cực đại vậy đó. Như vậy, cái phương của sợi dây giống như là đường nối nguồn vậy đó. Đây giống như là khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu liên tiếp trên đoạn nói nguồn thì nó phải có khoảng cách là 1 phần tư bước sóng. Được chưa? Câu 17, lần lượt chiếu 4 tia là tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia alpha, tia rengen hay còn gọi là tia x vào vùng không gian có điện trường. Tia bị lệch khỏi phương truyền ban đầu chính là hạt vật chất. Đúng chưa? Ở đây chúng ta chỉ cần chọn một đáp án khác loại với những đáp án còn lại thôi. Chúng ta thấy là tia hồng ngoại là sóng điện từ tia rin là sóng điện từ tia tử ngoại là sóng điện từ chỉ có tia alpha là dòng hạt vật chất cụ thể là hạt nhân của hạt heli 24 mang điện tích dương và sẽ bị lệch trong điện trường bởi tác dụng của lực điện ha bởi tác dụng của lực điện nó bị hút về cực âm hút về cực âm câu số 18 dòng điện xoay chiều có chiều trị dụng y chạy qua cuộn dây thì điện áp trên cuộn dây lệch pha so với dòng điện là phi và có hiệu dụng là u, nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây sau thời gian t bằng thì chúng ta tính công suất điện thôi. Công suất điện là ui cos phi. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy ra q, q sẽ bằng b nhân t đó là bằng u y t cos phi. Đáp án là câu A. Câu số 19. Lần lượt chiếu vào chiếu hai chùm bức xạ đơn sắc chùm 1 có cường độ i1 và tần số f1, chùm 2 có cường độ i2 tần số f2 vào tấm kim loại thì chỉ chùm hai mới làm bức ra electron trong quan điện. Chọn cái luận đúng. Đúng chưa? Ừ. Ok. Thì bây giờ chúng ta nhớ nè. ba cái điều kiện để Để nói về hiện tượng quan điện là. Để xảy ra hiện tượng quan điện là E phải lớn bằng E. Được chưa? Lượng tử năng lượng hay là một photon trong cái chùm đó. Phải lớn bằng công thoát của một electron. Được chưa? Tần số phải lớn bằng tần số giới hạn hoặc bước sóng phải bé hơn bằng một cái lambda zero gọi là giới hạn quang điện. Ok là chưa? Như vậy là không có cường độ gì ở đây cả. Chúng ta không quan tâm tới cường độ. Bỏ những đáp án liên quan tới cường độ đi. Được chưa? Đó, lượng tử là không đánh hội đồng. Từng lượng một. Nó không đánh hội đồng như sóng nha. Từng lượng một. Một photon solo với đúng một electron trong. Được. Thì ăn cả. Ngã. Thì về mo Đúng chưa? Đó cho nên không liên quan đến cường độ không liên quan đến sự hội đồng chỉ liên quan đến tần số f thôi nó nói là chỉ chùm hai mới làm bứt ra các electron trong quan điện vậy là f 2 phải lớn hơn bằng f 0 của tấm kim loại đó và f 0 chắc chắn phải lớn hơn f 1 tại vì 1 không gây ra được hiện tượng quang điện như vậy chung quy lại f 1 nhỏ hơn f 2 để ra câu 20 Đại điện áp xoay chiều vào hai đầu đạn mạch chứa điện trở thuần R, tụ điện có điện dung uh, có dung kháng là ZC và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL mắt nói tiếp. Tổng trở của mạch là Z khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì ok chưa? Chúng ta biết là Z của mình là bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng đi cho ZL trừ ZC tất cả bình. Nhưng mà khi hiện tượng quan uh, hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra nó thì này mất. Thì này chỉ còn là R thôi. Và Z đó là gọi là Z min đúng chưa? Đáp án là câu A. Câu 21 một sóng cơ bước sóng lambda truyền trên mặt chất lỏng từ nguồn sóng ô dao động điều hòa theo phương vuông góc mặt nước dao động của phần tử chất lỏng tại điểm m và n cùng cách nguồn ô một đoạn là lambda chia 4 sẽ sao đúng chưa ừ. cùng cách nguồn là lambda chia 4 được chưa vậy thằng này thằng m cách nguồn là lambda chia 4 thì nó sẽ vuông pha với nguồn đúng chưa à, tại vì không lambda chia 4 là 0,5 lần 0,25 lần lambda mà cho nên là số bán nguyên bán bán nguyên lần lambda thì nó sẽ dao động uh, vuông pha với nguồn được chưa n cũng sao n cũng vuông pha với nguồn ok chưa ở tại không phải nào hai lambda như vậy thì m với n sẽ cùng pha với nhau đúng chưa m với n sẽ cùng pha với nhau tại vì nó đều vuông pha với nguồn ok đây chưa đó cùng pha với nhau nhớ nha Câu 22, số độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc vào các yếu tố nào? Thì G ở vô cùng, đúng chưa? Đó là số độ bội giác vô cùng sẽ bằng điểm khoảng cực cận chia cho F, đúng chưa? Hay còn gọi là OCC chia cho F. Đáp án là câu A là chính xác. Được chưa? Tiêu cự của kính lúp là vào khoảng cực cận của mắt. Câu 23, hình bên có vẽ một số đường sức điện của điện trường do hai điện tích điểm A và B gây ra. Dấu của các điện tích là Chúng ta nhớ là dương tỏa âm thu. Đúng chưa? Dương tỏa âm thu. Chúng ta thấy là hai này đều là tỏa ra. Ok là like chưa? Vậy là A và B đều dương. Câu 24. Cho phản ứng hạt nhân natri 11, 23 cộng proton 11 ra x và neon 10, 20. Thì ở đây chắc chắn là 2 và 4 rồi. Đấy chưa? Đó, bảo tàng số dưới và bảo tàng số trên. Chúng ta cứ lấy 11 cộng 1. Đó, trừ đi cho 10 thì ra 2. 23 cộng 1 trừ 20 ra 4 đúng chưa? Ở đây là hạt nhân của hạt Heli 24. Câu 25. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số là 2Hz, chu kỳ dao động của chất điểm. Chu kỳ dao động chất điểm là T bằng 1 phần F bằng 1 phần là bằng 0,5 giây. Đúng chưa? Là bằng 0,5 giây Đó bán là câu C. Câu 26. Xét nguyên tử hero theo mẫu nguyên tử bo, biết R0 là bán kính bo, bán kính quy đạo dừng L có giá trị là bao nhiêu? Nó đếm K L L là mức số 2 Vậy là R2 sẽ bằng 2 bình Nhân R0 Đó bán là câu A Câu 27 Nguồn điện có số điện động là E là 200 mV Để chuyển một điện lượng Q là 10 coulomb qua nguồn điện Thì lực lạ sinh một công là bao nhiêu Chúng ta biết E bằng A lạ Chia đi cho Q Hay nói cách khác là A lạ sẽ bằng Q nhân cho E là bằng 10 nhân cho hai lốt nhưng mà mili nhân 10 mũ trừ trừ 3 nữa thì nó ra là 2 joule. Đáp án là câu A. Câu 28, nếu mức cường độ âm tại điểm M là 70 dB và lấy cường độ âm chuẩn là y0 như đó thì cường độ âm tại điểm M là bao nhiêu? Điểm ta biết ha. Chúng ta biết là cường độ âm tại điểm M nó sẽ là cường độ âm y0 nhân cho 10 mũ, đúng chưa? Đó, mình sẽ lấy gì? À, lm chia đi cho, à chia cho 10. Nói chung là để đơn vị là bên là được ha. Lm ở đơn vị bên là được. Như vậy chúng ta sẽ có là 10 mũ trừ 12 nhân cho 10 mũ 7. Đáp án là 10 mũ trừ 5. À, 29. Giới hạn quan điện của một kim loại là làm ra không là như đây. Nó hỏi công thoát. A của mình là bằng HC chia cho lambda 0. Đổi qua đơn vị E volt trong vôn bằng cách chia thêm cho E nữa là xong. Nó bấm H ship 711, C ship 713, chia đi cho lambda là 0,3 x 10 mũ 6. Nhân cho E là ship 723 bằng là 4,13. Chúng ta sắp xỉ 4,14 E đó trong vôn. Đáp án là câu A câu 30 dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1 bằng a cos omega t và x2 bằng a sin omega t biên độ dao động của vật là chúng ta để ý nha một cái là cos một cái là sin vậy hai dao động này chắc chắn sẽ vuông pha rồi đúng hai dao động này chắc chắn sẽ vuông pha rồi thì biên độ dao động tổng hợp sẽ là a bằng căn bậc 2 của a một bình a một bình cũng là a bình thôi cộng đi cho a hai bình thì cũng là a bình thôi thì là a căn hai đáp án là câu b Câu 31, quả nặng của con lắc lò xo so, dao động theo phương trình x bằng 10 cos 4 bt cộng pi chia 3 cm trên dây. tính bằng dây động năng của quả nặng đó biến thiên theo tuần tuần hoàn với tần số gốc là bao nhiêu? Động năng và thế năng sẽ biến thiên với một bộ tần số là 2 omega. Và cho t chia 2 và 2f. Như vậy nó hỏi tần số góc vậy là double thằng này lên, ra 8b ra răng trên dây. Câu 32, hai dao động điều hòa thành phần cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 và 12. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động không thể là bao nhiêu? Để chúng ta biết biên độ dao động tổng hợp chỉ chạy từ à, chỉ đối hiệu cho tới gì nhỉ? À cho tới tổng đúng chưa? Cho tới A1 cộng đi cho A2. A của mình là sẽ chạy từ 8 cho 12 là 4 nè. À, này, 12 cộng 8 là 20. Đáp án là không thể là 21 được đúng chưa không thể là 21 được câu 33 cho dòng điện y là như đây điện áp hiệu dụng với hai đầu tụ điện u với hai đầu tụ điện là bằng y nhân cho mạch này chỉ có tụ điện cho nên nhân cho zc thôi y của mình là 5 zc là 1 phần omega c là 100 bi nhân cho 250 chia bi nhân 10 mũ trừ 6 được chưa à? thì thằng này nó sẽ ra là 5 nhân 1 phần 100 pi độ omega nhân cho 250 chia pi nhân 10 mũ trừ 6 thì nó sẽ ra là 200 v đáp án là câu B đúng rồi để ví dụng mà câu 34 một máy phát điện xe chiều một pha có phần cảm là rotor quay với tốc độ là n là vòng trên phút tần số là f số cặp cực chúng ta biết f bằng n chia đi cho 60 để suy ra p của mình sẽ là 60f/n. chia cho N, 60 nhân đi cho f là 50 chia cho 375 bấm máy thôi 6 3000 3000 chia cho 675 375 chứ bằng 8 đáp án là câu a câu 35 trên một sợi dây đàn hồi L, hai đầu dây cố định là sống dừng lại 2 biết sóng truyền trên dây có tần số là F thì tốc độ là V số bụng sóng số bụng trong sóng dừng lại 2 chính là số K nó biết ha sóng dừng lại 2 F bằng K V chia 2L Đúng chưa? Vậy như vậy tương đương vô là 100 bằng K V của mình á, là 80 chia cho 2L là 2 nhân cho 1,2 vậy suy ra L là K là nhiêu 100 bằng đi cho xc nhân cho 80 chia đi cho 2,4 xếp bằng 3 đúng chưa như vậy chúng ta sẽ có là số bụng sống như là 3 luôn câu 36 cho mạch lc lý tưởng tụ điện phản có điện dung là 50 ở lộn 5 nano fara khoảng cách giữa hai bản tụ điện này là c nè đây là d nè điện trường giữa hai bản tụ biến thiên theo thời gian với phương trình là như đây điện tích cực đại là bao nhiêu đây là e0 đúng chưa rồi, như vậy chúng ta có là Q0 bằng C nhân cho U0. Theo lớp 11 ha, U0 là bằng C nhân cho E D. U là bằng E nhân D, đúng chưa? E0 nhân D nè. Rồi thế vô. Đây là 5 nhân 10 mũ -9 nano nè. À E0 là 1000 nè. D là 4 nhân 10 mũ -3 nè. Được chưa? mm mà. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? 5 nhân 10 mũ trừ 9 nhân cho 1.000 nhân đi cho 4 nhân 10 mũ trừ 3 à kilo đúng không ạ kilo cơ kilo cơ kilo là phải là 10 mũ 6 lần Kilovolt đúng không ạ 1 triệu lần nó sẽ ra là 2 x 10-5 2 x 10-5 Coulomb chính là 20 micro Coulomb đáp án là câu A câu 37 câu 37 phải làm ở ngoài rồi 37 37 Trong thí nghiệm giao và giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda biến thiên liên tục từ 480 nm cho tới 650 nm. Được chưa? Ở trên màn quan sát tại M chỉ có 7 bức xạ cho vân sáng và 7 bức xạ cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của lambda 5 là giá trị nhỏ nhất sau đây. Ok, như vậy là thầy sẽ uh, viết cái chuỗi đó ra. À, K nè, không biết là số nguyên số bán nguyên, không biết ban đầu là vân sáng vân tối đúng chưa? không biết bắt đầu là quân sáng hay quân tối được chưa thì thầy sẽ gọi là cái cặp lambda một bằng đi cho uh, k cộng 0,5 lần à, uh, lambda một phẩy cứ vậy ha ở bằng đi cho k cộng một uh, uh, lần lambda một đúng chưa lambda hai chứ đó cứ thế thôi cứ thế thôi bằng bằng ha và bằng cái gì nhỉ? Chỗ K, chỗ uh, lambda 5. Lambda 5 á, thì phải là K cộng bao nhiêu? K cộng uh, K cộng 1 là lambda 2. Vậy K cộng uh, 4 thì nó sẽ là lambda 5. Đúng chưa? Ở và K cộng 4,5 thì nó sẽ là lambda 5, phải. hiểu không ạ? À? Lambda 5, phải. đó, và chấm 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 chấm. Tới. Uh... Ok. Tới K cộng mấy. Đúng chưa? Để có 7 bức xạ mà đúng không 7 bức xạ cho sáng. 7 bức xạ cho tối. Thì nó xen kể nhau. Thì cuối cùng phải là một số bán nguyên. Số bán nguyên này phải là. Uh... Bao nhiêu nhỉ K cộng 0.5. Đúng à. Đủ, uh, đủ 7 nha. 0.5. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. Đúng chưa. K cộng 6.5. Đó, lambda cuối là lambda 7 phẩy. Được chưa? Đó. Có có thể là chuỗi lambda 1, lambda 2, lambda 4, lambda 5 là bức xạ cho vân sáng và chuỗi kia là cho vân tối hoặc ngược lại. Được chưa? Đó, tức là cái lambda của mình cần là lambda 5 hoặc là lambda 5 phẩy. Ok là chưa? Đó. Nhưng mà phải là cho vân tối nha. À phải là k của mình phải là số gì nhỉ? K của mình phải là số uh... Số số, số 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 số, nguyên thì nó sẽ làm ra 5 phải. còn nếu mà k là số bán nguyên thì nó là làm năm nha ok là chưa lưu ý chỗ này ok lưu ý chỗ này rất là đâm đó rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng điều kiện xâm thực và rửa trôi xâm thực xâm thực là sao xâm thực là à, bậc k mà lambda lambda mắc đúng chưa bậc K mà lambda max nó phải chồm lên trên. À, ở đây không có dấu bằng cho nên là điều kiện xâm thực cũng không có dấu bằng. Chồm lên trên à K cộng 6,5 lần à, của lambda min ha, của lambda min. Như vậy chúng ta sẽ giải được K ở đây là bao nhiêu? Để chúng ta sẽ giải được K ở đây là bao nhiêu? Để chúng ta biết đường mà chạy K, đúng chưa? Biết đường mà chạy K thì K ở đây thì chúng ta bấm thôi ha à, 4 600 rưỡi K lớn hơn à, 408 K cộng 0,5 à, 6,5 được chưa rồi như vậy chúng ta sẽ ra được K của mình sẽ lớn hơn nhiêu 600 rưỡi X sẽ bằng đi cho 408 xì cộng 6,5 chúng ta bấm shift là ra là 18,35 18,35 đúng chưa đó tiếp là điều kiện rửa trôi rửa trôi là bậc ca kế thằng này chút đúng không mà xòe ra à, lam đam mắt phải rời ra khỏi ông um, rời ra khỏi ca cộng à, 7 đúng không giờ à, của lam đam đúng chưa nó phải tách nhau ra thì nó mới trừ cái khoảng giữa có gì có độ 7 sáng 7 tối được thì thằng này nó sẽ ra là 650 à, k trừ cho 0,5 bé hơn hoặc bằng à, 480 k cộng 7 vậy suy ra k của mình nó sẽ bé hơn bằng đúng chưa K của mình nó sẽ bán bằng Thì thằng này nó sẽ ra là X trừ 0.5 K cộng 7 Ship zone Bằng 21,67 21,67 Ok like chưa Rồi xong phim Đúng chưa xong phim luôn Rồi bây giờ nha quan trọng nhất là gì quan trọng nhất là lambda năm đúng chưa nếu ca nguyên giờ một nè nếu ca nguyên thì cái vân tối thứ năm cái vân tối cái vân tối mà sở hữu cái lambda năm này nè. được chưa Đó, mọi người thấy là lambda một nhỏ lambda hai nhỏ lambda ba đúng không lambda một nhỏ lambda hai nhỏ lambda ba Chết rồi vậy thầy để nhầm rồi nhỉ cây thế như vậy thì thầy để nhầm rồi lao ra một là nhỏ nhất vậy bậc của nó sẽ lớn nhất thầy để nhầm rồi để ngược lại giùm thầy nha bảy nè bảy nè khổ thật đúng không khổ thật đấy đúng không khổ thật đấy tại vì thành chế bài này theo theo cái chuỗi của thành đúng chưa cho nên là nó 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 sẽ ngược cái chuỗi của thầy một chút làm ra sáu ở này là lambda mấy nha Mệt cả người đúng không à? Mệt cả người cái chỗ này đấy uhm. K là lambda 7 nè K cộng 1 là lambda 6 nè K cộng 2 là lambda 5 nè Ồ vậy là K cộng 2 luôn Đúng chưa là lambda 5 rồi K cộng 2 là lambda 5 rồi là lambda 5 rồi Đó Như vậy là K cộng thứ 5 là lambda 7 phẩy k cộng 1,5 là 5 là 6 phẩy còn k cộng uh, à, k cộng mấy ta k cộng 2,5 là 5 là 5 phẩy ok chưa đó à, rồi vậy thôi ok ha rồi, à, mấy kia không sao xâm thực rửa trôi không liên quan giờ chỉ chỉ quan tâm tới này nè để tìm lao mắt và lao min thôi đúng chưa của năm thôi nếu k nguyên thì cái thằng sở hữu vân tối á là lao 5 phẩy đúng chưa vậy là k cộng đi cho 2,5 5 làm 5 phẩy. Bây giờ chúng ta phải đánh giá nó. Chúng ta phải quánh giá nó. Là sao? Chúng ta phải đánh giá nó là. Uh, nhỏ nhất đúng không? Nó hỏi giá trị nhỏ nhất là phải đánh giá nó lớn bằng. Thì nó lớn hơn gì? Thì chắc chắn thằng này nè. Nó sẽ nằm giữa cái cái chỗ này. Cho nên nó phải lớn hơn. K cộng 6,5 lần. Của Lambda Min. Đúng chưa? Của Lambda Min. Đó. Ok là like chưa? Và cái thứ hai là K cộng đi cho 2,5 à, lambda 5, phải, nó phải lớn hơn bằng, nó à, phải lớn hơn bằng cái thằng bên đây. K trừ 0,5 của lambda mắt là nhiêu ta? 650. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ à, coi coi lambda 5, phải của mình sao. Thì bây giờ nhớ nha, là khi giải bước phương trình đó, thì mình phải khi giải bất trình hai cái điều lớn bằng hai cái điều lớn bằng đúng chưa thì mình phải lấy gì là mình phải lấy cái cái số lớn hơn đúng chưa mình phải lấy cái số lớn hơn trong hai cái thì nó sẽ thỏa cái mạng cái kia đúng chưa vậy là ok là cái thứ nhất nha đó mình sẽ lấy số lớn nhất đúng chưa Table bồ nè à, hàm thứ nhất là x cộng 6,5 chia cho x cộng 2,5 tất cả nhân cho 480 Bỏ... x trừ 0,5 chia cho x cộng 2,5 nhân cho 650 ok cho bằng thì bắt đầu thì chúng ta lấy số nguyên thôi mà bắt đầu bởi số 19 kết thúc là số 21 bước là một đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta thấy nè nha. Chúng ta phải lấy số lớn hơn đúng chưa? Nếu k bằng 19. À thầy phóng to lên nha. Nếu k bằng 19 nè. Để, để thầy đưa lấy cái bảng này ra. Để dễ nói ha. Để dễ nói chuyện với nhau. Ở mỗi cái ca đó thì chúng ta chỉ được lấy số lớn hơn. Đúng chưa? Ở mỗi cái ca đó thì chúng ta chỉ được lấy số lớn hơn. Vậy là số này lớn hơn nè. Đúng chưa? Vậy là số... Uh, số này lớn hơn nè. Đúng chưa? Vậy là số này lớn hơn nè. Ok chưa? Và chúng ta sẽ lấy số nhỏ nhất trong những cái số mà còn lại. Để chúng ta có được giá trị nhỏ nhất của lambda 5. Vậy lambda 5... Min trong trường hợp này á, là bằng bao nhiêu? Là bằng... Uh, nhiêu ta? lăm 6, 6, 0.33 nanomet Đó, để nó cúng Đó mới là ca nguyên thôi Còn khi mà ca bán nguyên Ca mà bán nguyên nha mấy mấy ní Thì lúc đó đích thị thằng này chưa? Chính là gì nhỉ Chính là cái thằng à, giữ giam giữ vân tối đúng chưa K cộng 2 ra năm lúc đó nó sẽ lớn hơn à, cũng là K cộng 6,5 của gì thôi Của tám thôi Đúng chưa Và cũng là K cộng 2 À Lambda 5, 5 Thì nó phải lớn bằng K trừ Nói chung là điều kiện uh, Nằm ở giữa của này thì bình thường Đúng chưa Không đổi ha Rồi cái bảng của này như sau Sửa lại một chút thôi Sửa lại một chút thôi là được Được chưa Mình chỉ cần nhớ là nó là số bán nguyên ha Nó là số bán nguyên thôi rồi Bằng Rồi chưa Bắt đầu á, là bởi 18,5 Kết thúc á, phải là 21,5 Step là một luôn Đúng chưa Đó, Chúng ta có bốn cái ha Chúng ta có bốn cái bốn giá trị Rồi ok Bây giờ nha Mình sẽ lấy thằng lớn hơn trước Lấy thằng lớn hơn nè lấy thằng lớn hơn nè lấy thằng lớn hơn nè và lấy thằng lớn hơn nè trong những thằng lớn hơn đó thì thằng nhỏ nhất là 577 đúng chưa lambda 5 min trong trường hợp này là 577,77 nanomet ok là chưa và trong hai cái lambda này thì cái lambda này min hơn là 565 565 à, phẩy 33 đáp án là cô D đúng chưa đó thằng này min hơn đó thầy nói lại nha lambda 5 min xảy ra khi nào lambda 5 min xảy ra khi k là số nguyên tức là nó sẽ bắt đầu bởi một phân gì à bắt đầu bởi một phân Vân, uh, vân uh, sáng đúng chưa ờ oh. uh, uh, đúng rồi bắt đầu bởi một vân sáng ok chưa và kết thúc bởi một vân tối ok À, chứ trường hợp này thì không 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 đủ để min ha. Không đủ để nhỏ hơn. Những gì đã nhỏ. Câu 38. Câu 38 bạn ơi. Đó, à, nhớ giùm thầy cho đó. Đặt điện áp xoay chiều ổn định có giá chiều dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. À. AM chứa tụ điện à có điện dung C thay đổi được. Ok. Đã thành AM rồi đó. Ờ à, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có điện trở. MB chứa cuộn cảm có điện trở. Điều chỉnh C tới giá trị điện áp sử dụng trên nó kém giá trị cực đại mà có thể đạt được là 15V. Ủa vậy thôi à. Tan thế. Ok đồng thời để áp hai đầu ab và để áp hai đầu mb lệch pha so với dòng điện lần lượt là như đây như kia ok rồi biết lúc này mạch ab có tính cảm kháng ok thì ở đây có hai trường hợp là trường hợp cực đại và trường hợp gì và trường hợp chính hay khoảnh khắc đó cho nên thầy sẽ sử dụng gì nhờ giảng đồ sách giáo khoa đúng chưa? rồi bây giờ đây là trường hợp uc mắt nè đây thầy sẽ dễ cho mọi người một trường hợp UC làm gương ha. UC Đó, UC khi nào? UC khi cái vector URL của mình nó sao? Nó nó nó, nó tiếp tuyến đúng chưa? Nó tiếp tuyến với đường tròn C và nó lúc đó cái U của mình nó nằm ở đây. Đấy chưa? Lúc đó cái U của mình nó sẽ nằm ở đây. Đây là U khi UC mắt còn đây chính là URL nha. Đây chính là U dây á. Trong bài này nó chính là U dây đó. Để cho, khi u xe mắt là dây nằm đây. Còn cái khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc mà nó sao? Nó có giá trị nhỏ hơn thằng kia là 15V. Đúng chưa? Nhỏ hơn thằng này là 15V. Và nó phải sớm pha hơn. À, thằng này nó phải song song với thằng cũ này nha. Được chưa? Và nó phải sớm pha hơn y. Phải sớm pha hơn y cho nên u của nó phải là trên đây chứ không phải dưới đây. Đúng chưa? U của nó phải trên đây nè. Đó. Thì lúc đó u dây của mình á nó sẽ là đường này. Đúng giờ Lúc đó u dây của mình đó, nó sẽ là đường này. Được chưa? Và đây là phương của y. À, phương của y thì thôi rồi, à, bất tử rồi. À. Không động vào ha, không động vào. Rồi, bây giờ nó nói nè. À, lúc đó là điện áp hai đầu mạch MB. MB. MB là u dây đó. Lệch pha so với dòng điện là 40. À, hai đầu AB trước nha hai đầu AB mới là 40. Còn hai đầu MB là 65 lần. Trời ơi. To thế. Dễ không khớp lắm nha. Thằng này là 40. Thằng này là 40 nè. Thằng này là 65 nè. Cũng chưa hợp với y đó, một góc 65. Ok. Thì uh, lúc này mạch AB có tính cảm kháng. Đúng ok đúng rồi. Thì giá EU có giá trị nào sau đây? Ok, Thì vậy là mình phải uh, Uh, ta ta mình phải uh, liên hệ được cái độ chênh này thì thầy sẽ áp dụng định lý hàm sin trước ha u nè chia sin có bao nhiêu chia sin có bao nhiêu bà con chia sin của góc alpha Ở góc này nè Cho góc hợp bởi phương xiên này thì thật ra góc này là mấy độ thật ra góc này nha. Góc này là 65 nè. Cho nên góc này là 25 chưa? Rồi ok, như vậy là U chia sin cho 25 độ. Nó sẽ bằng đối với tam giác màu đỏ nha. U mà chia sin, U lại cạnh này nè. Chia cho sin góc này thì ra cạnh UC mắc luôn, đúng chưa? Đối với tam giác màu đỏ thì nó ra là UC mắc luôn. ở bằng tiếp nè, đối với tam giác màu xanh. Tam giác màu xanh thì nó sẽ là U À, chia cho sin của 25 đúng. Và nó sẽ bằng gì nhỉ? Uhm... Nó sẽ bằng UC. Đúng chưa? Bằng UC nè. Nha, UC nha. UC nha. Đó, UC lúc đó. UC lúc đó. Chia cho sin của gì? Sin của góc này. Thì góc này cũng dễ tính thôi. Đúng chưa? Góc này cũng lưu tiêu diêu chứ nhỉ? Lưu tiêu diêu luôn đấy rồi lấy một lấy 180 độ nè tổng ra trừ cho góc 25 bên đây xong rồi trừ cho 90 cộng 40 ở trên <laughs> thì nó sẽ ra là 25 độ Uầy, đùa nhau thế nhờ 90 cộng 40 là bằng 130 130 à 130 130 ba. Ba đúng nhỉ? 130 đúng. Vũ công Jamba. 130 thì còn 50. Chia đều cho 2. là mày 25 luôn. Ui đùa thế nhỉ. Cũng đùa phết đấy, cũng biết đùa phết đấy, cũng là 25 độ luôn. Ừm, Ok. Như vậy nó nói là UC trên cho UC max là 15. Tức là UC mà trên cho UC max là 15. Vậy là UC max nè. trừ cho cái UC này là 15 V. Thì chúng ta biểu diễn hết theo U thôi, đúng chưa? UC max của mình là U chia cho sin 25. Còn UC của mình á là bằng U luôn. Là bằng 15. Nói tóm lại là vậy. Nói vậy cho nó vuông ha nói vậy cho nó vuông u là nhiêu nó hỏi u cực đại hay u vậy à, ok u thì nó sẽ là 15 chia đi cho sin 25 quên chia cho 1 phần sin 25 1 nhưng mà nhớ để cho độ độ nha ship menu 2 1 bằng 11 V. À, quà. Chúng ta tiếp tục với câu số 30. 9. Đây chưa? 39. Bình 10 trái. Một vật nhỏ khối lượng là M là 2 kg. Nằm trên mặt phẳng nằm ngang được gắn với lò xo nhẹ có độ cứng là 100Nm. Đầu trên của lò xo được giữ cho lò xo thẳng đứng và không biến dạng. À, ok. Tại điểm T bằng 0, đầu trên của lò xo được kéo lên theo phương thẳng đứng với tốc độ không đổi là V0 là 0.5m trên dây. Lấy G là 10m trên dây bình. Đến thời điểm T bằng 1.6 dây thì độ cao của M so với mặt phẳng ngang là bao nhiêu? Ừm đáng suy ngẫm đấy, đáng suy ngẫm đấy. Đáng suy ngẫm đấy. Thằng này nó sẽ đi lên. Đi lên. Nếu mà chọn chiều dương hướng xuống thì nó hơi hơi quằn, đúng chưa? Thì thầy xin phép bài này chúng ta chọn chiều dương hướng lên luôn. Chúng ta chọn vô hướng lên luôn ha. Ô oh, ở đây. Ở đây. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy được một điều là gì? Là lò xo này nó đang không biến dạng. Nó đang không biến dạng là đang ở vị trí E. Đúng chưa? Đang ở vị trí E. Thì nói chung là lò xo cũng đang bị đùn thôi, đúng chưa? Chưa có dao động gì hết. Chưa có dao động gì hết, nó đang ở vị trí E nè. Nó đang ở vị trí E. Đúng chưa? Nó đang ở vị trí E. Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta kéo nó lên. Kéo nó lên ha. Thì nói chung là do là nó, nó, nó sao? Nó đang ở vị trí E cho nên là lò xo nó đang bị đùn. Và cái vật này nó chưa dao động gì cả. Lò xo đi lên thôi. Lò xo đi lên thôi cái khi nào mà lò xo nó tức là thằng vật này nó không có vận tốc ban đầu. Nó đã không có vận tốc ban đầu rồi nha. Đúng chưa? Cái vật nó nó không có vận tốc ban đầu rồi mà lò xo còn bị đùn nữa thì không thể nào dao động được. Đúng chưa? Không thể nào dao động được. Thì giai đoạn 1 á là giai đoạn sao? Giai đoạn 1 đó là giai đoạn mà à, lò xo đi lên. điểm treo chứ, điểm treo đi lên ha, gọi là y đi lên đi. Y đi lên một đoạn là đúng bằng OE để lò xo so nó bắt đầu nó căng ra. Đúng chưa? Để lò xo so nó bắt đầu nó căng ra. Đó đi lên một đoạn OE là để lò xo so căng. Để lò xo so căng. Thì khi mà lò xo so căng thì nó mới sao? Thì nó mới đổi chiều lực tác dụng, đúng chưa? Và nó giật cái thằng M lên. Đó và nó sao? Đó, giật thằng m lên với vận tốc là v0. Giật m nhỏ lên với vận tốc là v0. Vận tốc ban đầu là v0. Được chưa? Đó, giật m lên với vận tốc là v0. mà. Ok like chưa? Rồi như vậy thì chúng ta phải tính được cái đoạn OE là bằng bao nhiêu? OE thì nó chính là trọng lực của M chia cho K thôi Đúng chưa? Trọng lực của M chia K là MG chia K là 20 nè Chia đi cho 100 nè là 0.2 2 Đúng không ta? 2 x 10 chia 100 0.2 m là 20 cm Hơi to nha Rồi đó hay để không phải hai mét luôn ta tại trước sau gì mình cũng để đơn vị là mét mà đúng chưa ok rồi thì giai đoạn 2 là lò xo nó căng là lò xo căng lò xo căng á, thì lúc đó là vật nó bắt đầu dao động điều hòa đúng chưa vật dao động điều hòa điều hòa tại chưa ờ, so với gì so với điểm treo y nha so với điểm treo y tại điểm treo y nó chạy mà đúng không so với điểm treo y vật dao động điều hòa so với điểm treo y thì uh, mình sẽ có cái gì của vật thứ nhất là vật nó đang ở biên à, đang ở vị trí cân bằng x không của nó đang ở vị trí cân bằng nè đúng chưa và do mình á điểm treo nó hướng nó đang đi lên thì giống như á, nếu mà chúng ta cố định điểm treo á, thì giống như vật của mình đang đi xuống nha đúng chưa? Điểm treo đang đi lên giống như vật đang đi xuống, điểm treo đang đi, lên, điểm treo đang đi lên, điểm treo đang đi lên có nghĩa là khi vật cố định, còn khi chúng ta cố định điểm treo, coi điểm treo như đứng yên, thì lúc đó vật đang đi xuống, đúng chưa? Vật đang đi xuống tức là v không của mình đang bằng âm và đúng bằng cái vận tốc lúc đó của nó, đúng chưa? nè, được chưa? là 15 m trên dây Được chưa không cái này không phải giật lên giật lên có nghĩa là là cái cái điểm treo đang giật lên đó nha chứ không phải chứ không phải là vận tốc của M nha sorry mọi người bỏ này đi M lúc đó vận tốc của nó đang là zero so với mặt đất tuy nhiên thì so với cái điểm treo này đang đi lên nè thì nó đang đi xuống đúng không à, M đang giống như đang đi xuống nha nếu mà mình tưởng tượng là điểm treo đang cố định thì M giống như đang đi xuống với vận tốc 15 mấy trên dây. Được chưa? Đó. À, và omega của mình là bao nhiêu? Để tính được biên độ ha. Omega của mình là bao nhiêu? Thì nó là căn K chia M thôi. Đúng chưa? Căn K chia M thôi. Không có lực nào. Đang, lực uh, lực điều hòa nào khác. K là 100. Chia M là 2 kg. To thế nhỉ? 5 căn 2. 5 căn 2. Ra đang trên dây. Như vậy phương trình dao động điều hòa so với y ha. XO với I, x so với y, x so với y. x của m so với y. Trong hệ quy chiếu gắn với y đó. Thì nó sẽ bằng. Đầu tiên biên độ trước là lấy Vmax. V max, V trí chính bằng là V max là 15 chia cho 5 căn 2 trước nè. Đúng chưa? Rồi cos omega t là 5 căn 2t. Đúng chưa? Trừ đi cho nhiêu? Uh, trừ đi cho là à, đang uh, có vận tốc âm là 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 cái uh, cái này sẽ dương nha mọi người cái file ban đầu nó sẽ dương bg2 đúng chưa mét đặc biệt là mét nha rồi ok bây giờ quay lại nè đến thời điểm t bằng 1,6 giây thì độ cao của m so với mặt phẳng ngang là bao nhiêu ok chưa độ cao của m so với mặt phẳng ngang độ cao của m so với mặt phẳng ngang thì nó chính là à, thầy gọi nó chữ M đó là M đi so với mặt đất so với mặt đất là chữ gì ta so với mặt đất là chữ gì bây giờ chữ B đi so với mặt đất là chữ B đi ha đó M so với B nè đúng chưa thực chất là gì là M so với Y cộng Y so với B đúng chưa đó M so với Y là dao động điều hòa rồi là bằng xì cộng Y so với B thì nó chính là vận tốc di chuyển, đúng chưa? Nhân cho thời gian t thôi. Ha, à, nhân cho thời gian t thôi. Ok là chưa? Đúng không à? Y so với B. Điểm treo so với B cũng hơi căng đấy, đúng không à? Điểm treo so với B thì cũng hơi căng đấy. M so với Y là ít xì rồi đúng chưa? M so với Y là ít xì rồi. Y so với b, y so với b là phải liên quan tới chiều dài của này chứ nhỉ? À, à, ok. Như vậy thì mình bỏ qua cái đó đi. Mình bỏ qua cái, um... tại vì uh... M so với b là cái đoạn này mà đúng không à? M so với b, M so với b thì M so với y, y so với b, M so với y, y so với b, thì M so với y á thì nó không phải là ít mà nó phải là gì nó phải là à, chiều dài tự nhiên của lò xo cộng cho ít ha đó chiều dài của lò xo cộng cho ít nè được chưa là m so với y được chưa còn y so với b y so với b thì nó đang bị hướng xuống đúng không bị hướng xuống cho nên nó mang dấu trừ đúng nhỉ Thôi mệt quá, phân tích gì mệt quá, đúng không? Phân tích gì mệt quá. Vậy đơn giản là vậy. Là cái vật M so với mặt đất, so với cái base thì nó bằng cái gì? Thì nó bằng là khi mà thí dụ nó lên với cái độ cao này thì nó sẽ bằng đi cho cái độ dịch chuyển của điểm y đúng chưa? Độ dịch chuyển của điểm y chính là lấy um, v0 nhân cho t đúng chưa? Rồi cộng đi cho cái ly độ của thằng đó lúc đó đúng chưa cộng cho cái ly độ của thằng M lúc đó ha à. à. ví dụ như ở ừ, cộng cho cái ly độ của thằng M lúc đó vậy thôi là xong rồi đúng chưa rườm rà rườm rà thật sự đúng chưa như vậy phải biết là nó đã đi lên bao lâu nó đi lên 1,6 giây nhưng mà nó bắt đầu đi lên khi sau khi à nó đến vị trí O thì nó mới nhấc bộ M lên giật M lên được đúng chưa đó như vậy là thời gian để cho nó khởi động trước đúng chưa thời gian để cho nó khởi động trước là t0 của mình á nó sẽ bằng đoạn oe này nè chia cho v0 oe của mình nó bằng 0,2 v0 của mình nó là 0,5 đúng chưa vậy là mình sẽ có là 0,4 giây đúng chưa rồi ok như vậy là cái thằng này nó sẽ là chỉ là 0,5 nè Nhân cho thời gian đi thì nó chỉ là 1,6 trừ cho 0,4 thôi đúng chưa À, ha được chưa cộng cho ít nó cũng vậy X nó cũng mới chỉ khởi động từ bao nhiêu ít nó cũng chỉ mới khởi động 3 đi 3 chia căn 2 đi ít nó cũng cũng chỉ mới khởi động từ thời điểm mà m bị giật lên thôi đúng chưa vậy là 1,6 trừ 0,4 cộng b chia 2 và bấm thôi mệt chưa yeah. ship menu 2 2 0,5 nhân 1,6 chữ 0,4 là 1,2 cộng đi cho 3 chia cho căn 2 cos của 5 căn 2 nhân đi cho 1,2 à, cộng pi chia 2 bằng thì nó sẽ ra là cỡ 1,11 m đúng chưa? Sao nó lại âm nhỉ? sao nó lại âm nhỉ đùa không vui nhé Ừ à, cái này có không phải năm sau thì chữ 15 ta không phải năm thôi khùng ác chứ không phải năm thôi là không hết một cái căn 2 thôi là 1 phần mười căn 2 thôi Ôi Ôi. sao vậy trời là sao ta sao thầy ghi là 15 vậy theo My Vậy là 0,1 chia cho căn 2 là 1 phần 10 căn 2. 0,543 sắp xỉ 0,543 m Được chưa? 0,543 m Vậy đáp án là câu B. Chúng ta tiếp tục với câu số 40. Đúng 40 đi. Cho nó nhanh. Rồi bây giờ chúng ta có nè. đại à, đặt điện áp U bằng U căn 2 cos omega t U và omega không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắt nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R AM chứa điện trở R cơ AM chứa điện trở R cơ Rồi MB chứa cuộn dây không thuần cảm L, R nhỏ Mắt nối tiếp với tụ điện có điện dung C Thay đổi được Đúng chưa? C thay đổi được nè Phi là độ pha của U so với dòng điện trong mạch Đúng chưa? Phi là lấy phi U trừ cho phi Y Ok Hình vẽ là một phần đồ thị phụ thuộc của phi và tỷ số K của điện áp hiệu dụng hai đầu AM Điện áp hiệu dụng hai đầu MB Được chưa? K là tỷ số điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM là UR chia đi cho UMB là ULR nhỏ C thì thằng này nó sẽ bằng R chia cho gì luôn nhỉ? Chia cho căn bậc 2 của R nhỏ bình cộng đi cho ZLC bình luôn. Đúng chưa? Rồi ok. Khi phi bằng phi không thì độ lớn điện độ là pha giữa điện áp hai đầu MB và điện áp M rồi nhớ chuyện nói sau đây, ok vậy thì nó đang hỏi mình là delta phi đó. và phi uh, uh, lrc trừ cho phi r là bao nhiêu đúng chưa khi mà phi bằng phi không đó vậy thì uh, vậy thì thằng này chỉ là tan thôi đúng không à giải được hạt tan là là, là 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 okla luôn đúng chưa là okla luôn rồi thì sẽ gọi thằng này là một nha Mày gọi là thằng này là hai nè thì mình quan sát thấy một điều nè nhìn cái đồ thị này mình quan sát thấy một điều do phi của mình luôn dương đúng chưa? À, mình chỉ lấy phi dương thôi nè. đó nên mạch luôn có tính cảm kháng mạch luôn có tính cảm kháng tức là sao? tức là suy ra ZL đó. ZLC là bằng ZL trừ ZC đó nó sẽ luôn dương đúng chưa zlc là bằng zl chia c là nó sẽ luôn dương rồi bây giờ nghe nha thầy dùng cái số 1 nè ngay tại điểm số 1 này chính là phi của mình là bằng phi không đó thì chúng ta có điều gì chúng ta có k 1 của mình là bằng r chia đi cho căn bậc 2 của r nhỏ bình phương cộng đi cho zlc 1 bình phương do C thay đổi mà bằng nó cho bằng nhiêu? Bằng 2,4 chưa? ngay chỗ màu đỏ này 2,4 chưa? 2,4 phết luôn ấy chứ nhờ. 2,4 chúng ta bấm 2,4 bằng 12/5. Rồi để đó cúng đi. Tiếp. Số 2 là khi phi của mình à có hai điểm đẹp này đúng không ạ? À? Một điểm đẹp là 2,4 là màu đỏ. Một điểm đẹp nữa là 1,8 màu màu xanh đúng chưa? 3 ô. Mỗi ô là 0,6 đúng chưa? 1,8 mà màu xanh thì phi sẽ bằng 2 phi 0 là k2 của mình nó sẽ bằng r chia đi cho căn bậc 2 của r nhỏ bình phương cộng đi cho zlc2 bình phương bằng bao nhiêu? 1,8 bằng 9/5 9 phần 5 cơ đấy Được chưa Rồi bây giờ do R không đổi nên thầy làm sao cho tử nó giống nhau Bằng cách thầy lấy bội chung đi Bội chung của Bội chung của Mấy nhà 12 và 9 đi Bội chung nhỏ nhất 36 Thì thầy cố gắng quy đồng này lên là 36 là nhân cho 3 đó đúng chưa Ở thì phần 15 Còn này nhân cho 4 lên Để ra 36 ha 36 phần 20. Đúng chưa? À, như vậy thầy chuẩn hóa luôn. R lớn của thầy thầy chuẩn hóa thành 36. Đúng chưa? Đó, à, R lớn là 36. R nhỏ cũng không đổi. R nhỏ cũng không đổi thì thầy chuẩn hóa R nhỏ là ít. Thầy đặt R nhỏ là ít ha. Rồi thì chúng ta sẽ có hai điều như sau. Điều thứ nhất. Ừ. Điều thứ nhất màu đỏ là x bình phương đây nè. x bình phương cộng đi cho ZLC1 bình phương sẽ bằng à 15 bình. Được chưa? Vậy, vậy suy ra ZLC1 của thầy sẽ bằng đi cho căn của 15 bình. Trừ cho mấy luôn, trừ cho ít bình luôn. Đúng chưa? Trừ cho ít bình luôn. Do là mạch luôn có tính cảm kháng cho nên là chắc chắn là ZL ZC là dương nha mấy ní, đúng không ạ? À? tiếp theo là ít bình à, cộng đi cho zlc2 tất cả bình bằng 20 bình phương thì suy ra zlc2 là bằng căn bậc 2 của 20 bình trừ cho x bình okela okay chưa? Rồi à, xong. Rồi, Được chưa? Như vậy thì mình sẽ thấy là chúng ta có nhuyễn đúng mà Nhuyễn R, R lớn R nhỏ ZLC chúng ta dùng quy đổi góc nha nó dùng ạt tan nè đúng chưa phi zero chính là bằng ạt tan của zlc 1 chia cho r lớn cộng r nhỏ chưa đó bằng bao nhiêu luôn ạt tan của zlc 1 là căn của 15 bình phương trừ cho x bình phương chia đi cho r lớn r nhỏ là nhiêu ta là 36 cộng ít gì? Ok Okla luôn Zekla luôn đó chứ đúng chưa rồi hai phi không của mình nó sẽ bằng tương tự ha ạt tan của mở mặt ra căn bậc hai của 20 bình phương trừ đi cho x bình phương chia cho 36 cộng x chia cho 36 cộng x đúng chưa rồi thầy giải thầy giải phương trình này nha thầy cho thằng ở dưới gấp đôi thằng ở trên đúng chưa là giải cái ít thầy cho thằng ở dưới gấp đôi thằng ở trên thì giải ít thôi ở dưới là ship tan à, cũng hay hay đấy đúng không ở dưới là ship tan căn bậc 2 của hay là hai thằng ở trên bằng thằng ở dưới nhỉ thằng ở dưới bằng hai thằng ở trên hai thằng ở trên bằng thằng ở dưới đi nhìn cho nó dễ hiểu không các bạn nhìn cho nó dễ hai nè hai thằng ở trên là 15 bình phương trừ đi cho x bình phương chia đi cho 36 cộng đi cho x bằng thằng ở dưới là bằng đi cho xếp tan của căn bậc 2 20 bình phương trừ đi cho x bình phương chia đi cho 36 cộng x ok là chưa đóng mặt lại shift zone ha à, ship zone luôn thì số này phải nhỏ hơn 15 rồi vậy để, để 10 đi ra là 13,04 bình lên để càng không liên quan ít sắp xỉ 13,043 x sắp xỉ 13,043 thì lưu doa luôn cho nó máu lưu doa luôn rồi tiếp theo là mình phải tính độ lệch pha ôi rồi độ lệch pha này phút cuối thì dễ ôm delta phi của mình cần tính là lấy phi rlc một nha tại vì nó kêu là khi phi bằng phi không mà trừ đi cho phi r là phi y chứ gì nữa phi r là phi y đó. đúng mà nhạc toẹt đúng không à nhạc toẹt để cho là bằng đây này chính là ạt tan của máy luôn ạt tan của máy luôn nha uh, à, ZLC1 chia rồi thôi. Được chưa? Thì thằng này 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 không rồi, đúng không? Độ đại pha của UR và là không rồi. Đó thì thằng này nó sẽ ra là ship tan của ZLC1 à. ZLC1 là cái này. Đúng chưa? Là căn của 15 bình phương. Trừ đi cho, đúng không ạ? À? Là bằng ạc tan của nó nè căn của 15 bình phương trừ đi cho a chia đi cho a đúng chưa hợp lý luôn trừ a bình phương chứ nhập chia đi cho a để chế độ gì radian 0,51 radian 0,516 radian là sắp xỉ 0,52 radian đáp án là câu a được chưa rồi, như vậy là mình đã giải xong đề số 49 thì thử trên đất vật lý physics được chưa? Và hôm qua. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi YouTube của thầy hoặc là gì theo dõi Facebook để đón xem các video tiếp theo. Rất cảm ơn các em. Được chưa? Rồi, chúc các em học tập thật tốt và đạt điểm cao trong kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bye bye. Hẹn gặp lại ở đề số 50.